Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Trong bài học này, trong video này thì tôi muốn hướng dẫn các anh chị một chút xíu thôi. Cái kỹ năng khai thác thông tin khách hàng vẫn nằm trong cái phần là nghiên cứu về khách hàng mục tiêu, chân dung một khách hàng mục tiêu điển hình của chúng ta. Thế thì chúng ta sẽ cần khai thác những thông tin gì từ khách hàng? Thông thường thì hiện nay chúng ta thấy rằng là việc mua bán, sử dụng, trao đổi các data là các số điện thoại khá là dễ dàng. Vậy thì khi nếu như bạn có một số điện thoại trong tay, bạn có thể tìm người ta ở trên mạng theo cách như thế nào? Thì tôi sẽ hướng dẫn rất nhanh như sau, đúng không? Thí dụ bạn có số điện thoại 0989623888 của tôi, thì bạn sẽ lưu ra một cái danh sách khách hàng như vậy, có thể là sử dụng bằng phần mềm CRM, gọi là phần mềm CRM đấy, là phần mềm quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng. Bạn có thể mua hoặc là sử dụng các phần mềm miễn phí. Thí dụ như là các bạn có thể sử dụng phần mềm Allegi hay là Việt CRM hay là các cái free CRM rất là nhiều ở trên mạng, hoặc là Zoho CRM vân vân. Các bạn tìm và hãy sử dụng cho mình nhé. Quản lý rất là tốt, rất là hay. Thì tôi sẽ có thể bổ sung trong các cái video hướng dẫn về các cái phần mềm này sau. Vậy thì mình cần tìm những cái thông tin gì của khách hàng? Số điện thoại, đúng không ạ? Email, Facebook cá nhân, fanpage nếu có, tài khoản Zalo, website cá nhân hoặc blog hoặc công ty, đúng không ạ? Kênh YouTube của cá nhân hoặc công ty nếu có. Đó, thì đấy là một số những cái thông tin mà chúng ta dễ dàng tra cứu được ở trên mạng hiện nay. Chúng ta có thể sử dụng Google để tìm kiếm khoảng số điện thoại đó vào tìm, đúng không ạ? Chúng ta có thể sử dụng Facebook bằng cách là quẳng số điện thoại đó vào tìm. Chúng ta tìm như nào? Vào Google tìm số điện thoại 0989623888 sẽ có thể ra một loạt các kết quả. Đấy. Thế rồi các bạn vào Facebook, các bạn mở Facebook ra, các bạn vào ô tìm kiếm Grab của Facebook, ô tìm kiếm ở trên góc bên trên trái của cái màn hình Facebook mà chúng ta thường thấy ấy. Chúng ta đánh số vào đó và chúng ta tìm. Để nó có thể sẽ ra Facebook cá nhân. Và sau khi nó ra hết những thông tin như vậy, chúng ta bắt đầu khai thác. Chúng ta nhìn vào những bức hình, chúng ta nhìn vào những câu chuyện, chúng ta nhìn vào những bình luận, chúng ta nhìn vào những bài viết để chúng ta biết được là cái người này là người như thế nào, là tuổi tác chúng ta có thể nhìn thấy, họ có up ảnh gia đình lên hay không, có nhìn thấy con hay không, đúng không ạ? Có up ảnh đi chơi du lịch hay không, có nhìn thấy các cái xe hơi, các cái đồ điện thoại hay là các cái cuộc nhậu nhẹt ở những khu nghỉ dưỡng ăn chơi hay không, ví dụ như thế. Tất cả những thông tin như vậy cho các bạn những cái nhìn tổng quát, phán đoán về khách hàng rất tốt. Hoặc là họ thể hiện cái khả năng năng khiếu chụp ảnh, thì bạn sẽ biết rằng là đây là một người có đam mê nhiếp ảnh và họ sẵn sàng có thể có những cái máy ảnh rất đắt tiền. Vậy chúng ta đã khai thác được một cái sở thích của họ. Chúng ta tìm điểm chung để chúng ta sẽ nói chuyện với khách hàng. Thí dụ như thế thì các bạn vào, các bạn cũng nói là các bạn sẽ tìm hiểu về môn nhiếp ảnh, về máy ảnh. Sau đó các bạn vào trò chuyện, các bạn comment, đúng không ạ? Anh ơi, anh chụp ảnh đẹp thế, anh thường đi chụp ở đâu? Anh chụp máy gì? Anh đã chụp bao lâu rồi? Khi nào anh rảnh anh có thể chỉ cho em một chút được không? Vân vân và vân vân. Thế thì với một cái cách mà các bạn tiếp cận như vậy thì chúng ta sẽ trở thành bạn bè, chúng ta sẽ trở thành người hâm mộ của lẫn nhau, chúng ta sẽ trở thành những người bạn tri kỷ ở trên mạng. Thì cái việc bán hàng nó sẽ tự khắc đến sau đó theo mô hình công thức bán hàng 5B mà thôi. Tôi sẽ dạy các bạn, chia sẻ với các bạn cái công thức bán hàng 5B của chúng ta sau. Đấy. Hay là bạn vào website, bạn vào Facebook, bạn vào YouTube, bạn xem hết những cái năng khiếu, khả năng của họ và bạn tìm ra những điểm chung mạnh mẽ nhất, bạn hãy thuyết phục họ, bạn hãy trò chuyện với họ, bạn hãy kết bạn với họ, thì cái việc mà chúng ta hiểu, thấu hiểu khách hàng thông qua các cái trang mạng xã hội được public bây giờ rất là dễ. Thậm chí chúng ta có thể khai thác thêm thông qua từ bạn bè của chính những khách hàng đó mà chúng ta đang chăm sóc và chúng ta đang muốn chốt đơn, có đúng không ạ? Vâng, thế thì đấy là một số những cái cách mà chúng ta có thể xác định được thông tin khách hàng và nghiên cứu nhu cầu khách hàng một cách dễ dàng. Thế thì tôi sẽ tạm thời kết thúc cái bài học này ở đây. Một cái bài học cũng khác một chút, là nó hơi ngắn, đúng không ạ? Bởi vì tôi muốn nó tách bạch ra một chút. Vâng, chắc là các bạn hiểu ý tôi, đúng không ạ? Chúng ta hãy từ một cái số điện thoại, từ một cái email, chúng ta hãy tìm hiểu ra rất nhiều các cái công cụ.
và chúng ta hãy phát thảo lên một con người này, hãy tìm những điểm chung và hãy tiếp cận với họ. Đó chính là cách các bạn trở thành king of sale. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.